Tập 15. Nhà phát minh nhỏ tuổi. Mặt trời ló dạng qua những tán cây vào một ngày rực rỡ ở núi cây thông, và mọi người đang có buổi nghỉ ngơi tuyệt vời. Nè các cậu muốn trở thành gì khi lớn lên? Khi lớn lên, tôi muốn trở thành cô cáo xinh đẹp nhất trên toàn thế giới này. Khi tớ lớn lên, tớ chỉ muốn chơi với mẹ và gặp tất cả bạn bè của tớ. Graham, anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi khi em đã trưởng thành. Tớ muốn được như cô Lady Jane. Tớ sẽ trở nên siêu thông minh và giúp đỡ người khác, và trở thành một chú gấu tuyệt vời. Ryan, thật tuyệt vời. Hết giờ, đến lượt tớ. Khi tớ lớn lên, tớ sẽ trở thành một nhà phát minh, và mọi người trên khắp thế giới sẽ biết tên tớ. Nhà phát minh là gì? Các nhà phát minh là những người tuyệt vời. Họ có thể tạo ra thứ gì đó thậm chí chưa từng tồn tại trước đây. Họ làm những thứ để giúp đỡ mọi người. Tớ sẽ phát minh hàng triệu thứ. Biết, thật tuyệt vời. Nhưng mà Vic, cậu đã bao giờ phát minh ra thứ gì đó trước đây chưa? Ừ, đúng rồi. Phát minh không phải là việc khó khăn. Tôi sẽ cho các cậu thấy một phát minh mới ngày hôm nay. Thôi nào Vic, nghĩ đi. Mình chỉ cần một ý tưởng tốt. Mọi thứ khác đã được thực hiện rồi. Mình nên phát minh ra cái gì? Để suy nghĩ cái. Mình không thể nghĩ được gì cả. Sao lúc nãy mình có thể dẻo mồm như vậy chứ? Này Vic, con ổn chứ? Cô Olivia. Dạ, có vẻ như mọi thứ đã được phát minh bởi người khác, cho nên con không biết phải phát minh ra cái gì nữa. Thì ra đây là việc con phiền lòng sao? Viết thân mến, phát minh không có giới hạn nào cả. Hãy chậm lại, quan sát nhiều hơn và suy nghĩ sáng tạo. Quan sát nhiều hơn và suy nghĩ sáng tạo. Con hiểu rồi. Cảm ơn cô Olivia. Hẹn gặp lại cô. Cậu bé thật ngoan. Mình cần phải quan sát nhiều hơn và suy nghĩ sáng tạo. Mình đã đi qua con đường này hàng nghìn lần, còn lại gì để thấy đây? Mình ngã mất nè. Cái gì vậy? Đầu của tớ. Herbie, cậu đang làm gì vậy? Tớ đã đào hố này. Đào? Nhưng chúng tớ dùng xẻng để đào hố cơ mà. Tớ có ý này. Vic, cậu đang làm gì vậy? Herbie, hãy xem phát minh của tớ. Một cái xẻng. Cậu sẽ hiệu quả hơn với thứ này. Không thể nào. Chắc chắn móng vuốt của tớ sẽ nhanh hơn. Vậy thì thử cái này đi. Không thể nào. Nào Vic, cậu có thể làm được mà. Vic, cố lên. Cố lên Vic ơi. Đừng bỏ cuộc bây giờ nha. Này, cậu đang đào ở đâu vậy? Tớ. Nhưng tớ hoàn thành rồi mà. Nhìn đi. Tớ thua rồi. Chim. Chúng đang bay. Biết gì không? Phải, tớ sẽ phát minh ra thứ gì đó để tớ có thể bay trên trời như một con chim.
hết. Cất cánh. Lên 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 trời. Cậu bé này phát điên rồi. Bay nào. Mình sẽ thử lại. Chào hư hư. Tớ sẽ bay. Vic, cậu ổn chứ? Ổn. Được rồi, tạm biệt. Ôi, mình là một kẻ thất bại. Tại sao phát minh lại khó như vậy? Máy bay của tớ đã hoàn thành. Hãy xem máy bay của ai có thể bay xa nhất. Ok, Briar, bắt đầu đi. Tiki, máy bay của tớ sẽ bay xa hơn máy bay của cậu đó. Vô lý, máy bay của tớ tốt hơn nhiều. Như vậy mới xứng với một hoàng tử. Không phải máy bay của tớ chứ. Hoan hô, máy bay của tớ thắng. Không, tớ mới thắng. Rồi cậu sẽ thấy. Tiki, vậy không công bằng. Ai lại chơi trò đó chứ? Họ thật trẻ con, mình chán ghê. Bóng bay của tớ. Quay lại đi bóng bay. Chờ với. Đây rồi. Thế giới đã sẵn sàng cho một chiếc máy bay bóng bay chưa? Bay nào máy bay nhỏ. Máy bay của cậu sẽ không bao giờ đánh bại của tớ đâu, Briar. Tớ sẽ cho cậu thấy. Đây, đánh bại Briar nào, tuyệt quá. Bay thêm lần nữa đi. Này các cậu, hãy xem phát minh mới của tớ. Hãy xem máy bay của ai đi xa nhất. Nó đã bay rất xa. Wow, Vic, máy bay của cậu thật tuyệt vời. Phát minh đầu tiên của tớ. Cậu chỉ hên thôi. Bay thử máy bay của cậu lần nữa đi. Cá cậu không làm vậy lại được. Được rồi. Này Vic, để tớ xem thử. Bay xa nào. Wow, nhìn nó bay xa chưa kìa. Cậu biết không Vic, cậu khá thông minh đấy. Này Vic, cậu thật tuyệt vời. Làm tốt lắm. Tuy nhiên, tớ cũng có thể làm vậy nếu muốn. Cậu ấy nói đúng. Chúng ta ai cũng có thể là nhà phát minh. Giáo viên của chúng ta nói rằng phát minh không có giới hạn. Tớ tham gia. Tuyệt, chúng ta có thể. Tớ sẽ xem máy bay của tớ đi được bao xa. Chuẩn bị. Cất cánh. Briar, thật tuyệt. Coi máy bay của tớ nè. Tốt lắm, Rambo. Nó đẹp thật. Coi nó bay cao lắm nè. Hoan hô hoàng tử Tiki, cậu làm tốt lắm. Biết tớ nghĩ gì không? Phát minh thật sự rất thú vị. Chúng ta cần sử dụng bộ não của mình một cách sáng tạo, quan sát nhiều hơn và suy nghĩ vượt trội. Sau đó tớ chắc chắn rằng chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời hơn. Đúng đó, chúng ta có thể làm được. Này các cậu, hãy nhớ quan sát nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Các cậu cũng có thể là một nhà phát minh. Đừng quên khoe những phát minh của mình với bạn bè và bố mẹ nhé. Gặp lại sau.
there's a